Phô tô cầu cây. Cầu cây cảnh. Cây nào là cây... cây sấu. Sấu hổ. Lên thì sao ạ? Lên thì sao ạ? Hỏi một chén nó nổ ra đi. Đóng bầu đồng hoàng. Nhấc lên nó nhổ cả cưỡi dễ luôn chứ. Nghiêng nước nào, nghiêng một tí nữa nào. Cú cắt gót luôn ra. Phải đào còn cái rễ trụ nữa, còn một tí trụ rễ trụ nữa là lên được. Chiều 6 chứ. Đồ lên đi. Cú đi ra, cú lộ gọn gọn lên rồi, xong nó lên. Thế nên là dấu cần cắt hay liền rồi à? Lên là cái bầu rồi. À. Nhấc lên tí nữa nào. Lên đâu. Lên mà. Nhấc lên đi. Cui ra cu. Đây đâu anh. Còn gì không? Chọc xà beng chả thấy còn gì nữa. Lên đây. Mạnh dạn lên đây. Lên 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 lên. Lên ạ. Ờ. Dưới này chả có gì đâu. Cui ra cu. Cui đi ra. Cui xuống đi. Rồi, thoải mái rồi. Cui ra nhớ nó đứt dây vào đấy. Hiểu á, nhưng mà đùa xa quá. Cầu hát thanh khỏe hơn nào. Đấy, lên bình thường. Em biết dễ cái nó mắc không anh? Dễ mắc bầu phải không? Không. Không, không mắc gì đâu. Không mắc đâu, ra khỏi ấy rồi, ra khỏi vị trí khác rồi. Ra khỏi vị trí khác rồi mà. Cui ra cu. Cây này rất là đẹp nhé. Thì tội nó là cây xấu thôi. Cây này trong cây cây của ông bộ. Cây này đẹp nhưng mà nó tóm lại cây này nó không đắt. Cây này mà phải cây xưa với cây. Ồ, cây xưa bằng này nhưng mà. Cây xưa hoặc là cây. Cây xưa bằng này. Cái gì nhá, quên. Cây chay bằng này thì cũng khá tiền đấy nhở.
như hố bom như cô nhỉ. Thuê cậu thuê đào nữa cơ mà, bao nhiêu tiền? Nó thuê cậu thuê đào này nó cũng mất bao nhiêu tiền mà. Thuê cậu thuê đào. Không vãi. Ô mấy con. Nói bằng cách nào? Hôm nào bố đào cái khế này ra ngoài lực. Cái này bao tiền nhỉ? Cái này bà bán 500. Hả? Bán nó 500 cây sấu ấy. 500 á? Vâng. Nhưng mà nó thuê đào thuê điếc nó cũng mất nhiều công ấy. Cái này ngày trước mua thì mấy mua bầu nó mấy chục nghìn. Đấy mua kìa. Được rồi em định chặt bỏ ấy nhưng mà may bọn này em mua cho. Tên đứa lúc cắt cưa là tên đấy là tên mua là tên xe này. Tên cắt cưa là tên làm cùng thôi. Hả? Tên làm cùng nhau thôi. Làm cùng nhau thôi còn nó còn tên mua là tên khác. Cái này nó có gân gân thì nhìn đẹp cây. Cái này phải cây chay thì khá tiền đấy nha, nó là cây sấu này. Cái này một cây mộc nha. Ôi rồi. Mấy trăm tỷ. Cây này phải cây mộc nha.